Người mẹ quỷ. Ngày xưa, có anh nọ vợ mất sớm, sống cùng con trai 8 tuổi và người em trai chưa lấy vợ. Mình ơi, mình đã mất được hơn 1 năm rồi. Tôi và con lúc nào cũng thương nhớ mình. Ngày mai tôi lên thành phố buôn bán, kiếm tiền nuôi con. Mình sống khôn thác thiên, mình phù hộ cho tôi làm ăn tốt nha mình. Cha, cha nói chuyện với ai thế ạ? À? Cha. Con trai, ngày mai cha đi làm ăn xa, chắc phải nửa năm nữa mới về thăm nhà được. Con ở nhà với chú phải ngoan nhé. Cha yên tâm, con sẽ vâng lời chú ạ. À. Anh cứ yên tâm đi làm ăn, ở nhà đã có em lo liệu cho cháu rồi. Thằng bé vốn ngoan ngoãn mà. Trâm sự nhờ em, ở nhà nhớ để tâm tới thằng bé. Nó mất mẹ đã thiệt thòi lắm rồi, giờ cha phải đi làm ăn xa. Anh đừng lo, em thương thằng bé khác gì anh thương thằng bé đâu. Đi chơi tận đâu mà để chú phải đi tìm thế hả? Cháu đi chơi ở xóm dưới ạ. À. Lần sau đi chơi thì phải biết đường mà về nhé. Tối đến nơi rồi, để chú ngồi chờ mãi thôi. Cháu đi chơi, giữa đường gặp ông bà ngoại. Cháu mãi đứng nói chuyện với ông bà nên quên mất giờ về ạ. À. Lần sau thì không được thế nghe chưa? Vâng ạ. À. Ngoan lắm, về rửa chân tay rồi ăn tối. Chú ơi, ăn tối xong, chú cho cháu sang nhà ông bà ngoại ngủ được không ạ? À? Thế cháu muốn đến ngủ cùng ông bà ngoại à? Vâng ạ, à, ông bà bảo sang ngủ với ông bà cho vui ạ. À. Từ ngày mẹ thằng bé mất, ông bà ngoại nó cũng buồn. Chắc là lúc chiều gặp thằng bé nên rủ nó sang ngủ cùng đây mà. Chú, vậy cháu sang ông bà có được không ạ? À? Được, ăn xong thì chú dắt sang nhà ông bà ngủ. Không cần đâu ạ, à, cháu tự đi được mà. Nhưng trời tối, sợ đi lại không rõ đường, nhỡ lạc thì sao? Ngày nào cháu chẳng sang thôn bên ấy chơi, có nhắm mắt cháu cũng đi được, không lạc đâu ạ. À. Chú còn bận nhiều công việc, đưa cháu đi thì muộn mất. Thế thì được rồi, ăn xong, nghỉ ngơi một lát rồi đi. Paul, sao cháu về sớm thế? Trời còn chưa sáng hẳn mà. Ông bà ngoại dậy sớm, cháu cũng dậy theo. Cháu về sớm còn đi chăn ngựa giúp chú. Ngoan lắm. Nhưng lần sau không cần dậy sớm thế đâu. Cứ ngủ cho đã mắt rồi hãy về, biết chưa? Paul đi ngủ bên nhà ông bà ngoại nó. Mình đã dặn là ngủ cho đã rồi hãy dậy. Ấy vậy mà hôm nào cũng về nhà từ sáng sớm, trong bộ dạng còn ngái ngủ lắm. Khổ thân thằng bé. Nè Paul, tối nào cũng sang tận thôn bên để đến nhà ông bà ngoại ngủ, như vậy vất vả lắm. Thôi từ nay ngủ ở nhà đi. Không, cháu muốn đến ngủ với ông bà ngoại cơ. Nhưng cháu phải đi lại như vậy vất vả lắm. Mà chú thì cũng bận việc, chẳng đưa cháu đi được. Cháu không sao đâu, bấy lâu nay cháu đi cũng quen rồi. Hơn nữa không có cháu thì ông bà buồn lắm. Nói thế nào nó cũng không nghe, cứ nhất quyết muốn sang nhà ông bà ngủ. Chú thằng Paul lặn lội sang đây có việc gì thế? Cháu chào bà, cháu sang đây nhờ bà chút việc ạ. À? Chả là tối nào thằng Paul cũng đòi sang đây ngủ với ông bà. Đường từ thôn bên sang đây cũng chẳng gần, thằng bé mới có 8 tuổi, đi lại cũng vất vả. Cháu sang đây để nhờ ông bà này nỉ thằng Paul ngủ ở nhà, có được không ạ? À? Chú nói sao, thằng Paul sang đây ngủ từ khi nào? Dạ, chẳng phải suốt 1 tháng qua, tối nào thằng bé cũng sang đây ngủ với ông bà sao ạ? À? Không, chú nói thế nào ấy chứ, thằng Paul nó có sang đây ngủ hôm nào đâu. Sao lại thế ạ? À? Nó không sang đây ngủ hả bà? Đúng thế, đã lâu rồi tôi còn chưa gặp cháu tôi. Nó sang đây hồi nào? Chú nói vậy thì cháu tôi đi đâu ngủ suốt 1 tháng qua? Có lẽ nó sang nhà bạn, nhưng sợ cháu không cho nên nói dối là sang nhà ông bà ngoại. Thôi, để cháu về hỏi lại nó cho rõ. Mẹ nó đã mất, bố nó lại đi làm ăn xa, chú trông cháu thì phải để ý cho cẩn thận chứ. Dạ, là do cháu bất cẩn.
cháu sẽ để ý đến thằng bé kỹ hơn. Tối nay cháu có sang nhà ông bà ngoại ngủ nữa không? Cháu có ạ. Ông bà có vui khi cháu tới đó ngủ không? Có ạ. Vậy hả? Rõ ràng là nó nói dối. Không hiểu thằng bé đi đâu cơ chứ. Mình phải theo dõi xem thế nào. Chẳng lẽ thằng bé mới tí tuổi đầu mà đã biết làm điều gì xấu rồi chăng? Mẹ ơi! Ôi trời ơi! Chị dâu! Ma! Không được, mình phải bình tĩnh. Đừng có kêu lên, kẻo họ phát hiện ra mình. Paul, lại nằm xuống đây. Mẹ hát ru cho Paul ngủ như mọi khi nhé. Mẹ ơi! Sao chỉ tối con mới được gặp mẹ? Con muốn lúc nào cũng nhìn thấy mẹ cơ. Hạn nợ của mẹ chưa hết. Còn vài năm nữa mẹ mới được đầu thai cơ. Lúc đó mẹ sẽ trở lại trần gian và đi tìm con nhé. Dân, lúc đó con sẽ được gặp mẹ cả ngày, cả tối phải không mẹ? Mẹ sẽ về ở với cha con nữa. Đúng rồi. Ôi trời ơi, hóa ra đêm nào chị dâu cũng hiện về để gặp con ư? Nhỡ một ngày mọi người phát hiện ra sẽ không cho con đi gặp mẹ thì sao? Sẽ không ai biết đâu. Chỉ cần con không được ăn cá chép ba ba là được. Không được ăn cá chép và ba ba là sao hả mẹ? Nếu con ăn cá chép và ba ba thì mẹ không thể đến gần con được nữa. Vậy hả mẹ? Con sẽ không ăn hai thứ đó đâu. Ngủ đi con, ngủ ngoan nhé. Chị ấy đã mất hơn một năm, vậy mà linh hồn chưa siêu thoát. Thằng bé không thể cứ tối nào cũng đi gặp mẹ ma thế này được. Âm dương cách biệt, mình không thể để cháu mình gặp bất cứ tổn hại gì. Mình sẽ nấu thật nhuyễn cá chép và ba ba. Thằng bé không thể nhận ra đây là món gì được. Cháu ăn đi, ăn thật nhiều vào nhé. Hôm nay chú nấu món gì mà thơm thế ạ? Chú nấu món gà hầm đó. Ăn thật nhiều vào nha. Ngon quá ạ. Tốt lắm. Mẹ ơi! Trời ơi! Bộ con ăn cá chép và ba ba rồi ư? Không, con không ăn mà. Rõ ràng người ta đã cho con ăn hai thứ ấy rồi. Từ nay mẹ sẽ không thể gặp lại con nữa rồi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Vậy là con ma đó không thể đến gần thằng Paul nữa rồi. Dù sao thì chị ấy cũng đã mất. Không nên quyến luyến trần gian làm gì. Cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho thằng bé cả. Dứt đống xương cá chép và ba ba vào trong lùm cây này. Vậy là chị ấy sẽ vĩnh viễn không thể hiện lên được nữa. Ai đó? Là ai vậy? Là tôi đây. Chị! Chị về đây làm gì? Chú có thể đào chỗ xương cá chép và ba ba trong lùm cây bên bờ sông đi được không? Không! Chị dâu! Tôi biết chị yêu thương con mình, nhưng chị đã mất rồi. Chị đừng về đây nữa. Thằng Paul cần có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Nó cần chấp nhận sự thật không có chị bên cạnh. Sau những gì chú làm, tôi đã hiểu ra rồi. Tôi thật là ích kỷ. Chỉ vì muốn gặp con mà tối nào tôi cũng bắt thằng bé lặn lội ra đó tìm tôi. Có đêm trời mưa gió, sương đêm thì lạnh. Vậy mà... Nếu vậy thì chị hãy đi đi, đừng hiện về nữa. Tôi biết là chị ngàn lần đau khổ, không nỡ rời con. Nhưng muốn tốt cho thằng Paul thì chị phải làm điều đó. Âu cũng là số mệnh mà ông trời an bài. Tôi chỉ về đây để xin chú hãy vứt xương cá chép và ba ba trong lùm cây đi, để tôi khỏi bị đau đớn thôi. Còn tôi hứa sẽ không hiện về nữa đâu. Vậy thì được, chị cứ yên tâm. Sáng mai tôi sẽ bỏ chỗ xương đó đi giúp chị. Xin chị hãy an nghỉ mà yên lòng siêu thoát. Cảm ơn chú. Chú đã chăm sóc cho thằng bé rất chu đáo. Tôi yên lòng rồi. Vậy là từ đó,
người mẹ không hiện về nữa, cậu bé có cuộc sống yên ổn như bao đứa trẻ khác. Biba Kids, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt. Nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, có Biba Kids, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!